mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá 5 phút ngày 21 tháng 11. Mình là Hoàng Spin. Mở đầu cho bản tin ngày hôm nay chắc chắn rồi sẽ là những thông tin nóng nhất đến từ World Cup 2022. Thua trận mở màn, Qatar trở thành đội chủ nhà tệ nhất lịch sử. Qatar muốn làm nên điều đặc biệt trong kỳ World Cup mà họ là đội chủ nhà. Và đúng thật là họ đã tạo nên điều đặc biệt, nhưng mà nó lại không đi theo hướng tích cực cho lắm. Sau một lễ khai mạc hoành tráng, có cả sao Hollywood, có cả BTS, có cả những công nghệ hiện đại và cả pháo hoa, thì là trận đấu mở màn giữa chủ nhà Qatar và Ecuador. Người Qatar đã mơ về một trận mở màn tưng bừng, nhưng mà Enner Valencia thì lại không nghĩ như vậy. Thế là chỉ trong vòng vỏn vẹn 31 phút, Enner Valencia đã dã vào lưới Qatar 3 quả. Nếu như mà trong lần đầu tiên không được công nhận, thì ở trong hai lần sau không gì có thể cản nổi anh. Đó là một cú đánh đầu dũng mãnh đậm chất ngoại hạng Anh và một pha đá pen chính xác. Chủ nhà Qatar đã rất cố gắng nhưng mà cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Với trận thua này thì Qatar trở thành đội chủ nhà đầu tiên trong lịch sử World Cup để thua ngay trong trận mở màn. Đấy, mọi người cứ bảo là Qatar dùng tiền mua giải, dùng tiền mua chuộc cầu thủ đi. Nhưng mà Qatar đã chứng minh điều ngược lại. Bỏ ra cả chục tỷ đô chỉ để đá 3 trận vòng bảng, đúng là Qatar chịu chơi thật. Công nghệ bắt việt vị bán tự động lần đầu tiên có mặt tại World Cup. Ngay ở phút thứ 6 trận mở màn World Cup, ở một pha bóng lộn xộn, thủ thành Qatar đã băng ra không chính xác và biến mình trở thành Karius dù không mang tóc ngành. Chớp lấy thời cơ, Enner Valencia đã có mặt đúng lúc và đưa bóng vào lưới. Cứ tưởng như là đội chủ nhà sẽ toang ngay, nhưng mà không. Enner Valencia được xác định đã việt vị và đây chính là công nghệ bắt việt vị bán tự động lần đầu tiên có mặt tại World Cup. Với công nghệ bán tự động này thì rất nhiều máy quay đã đặt chân nóc server động sẽ theo dõi 22 cầu thủ ở trên sân. Các máy quay này sẽ phân tích chính xác 29 điểm trên người mỗi cầu thủ. Ngoài ra thì trái bóng chính thức của World Cup có tên là Andrila do Adidas cung cấp cũng được trang bị cảm biến, cung cấp dữ liệu 500 lần mỗi giây. Điều đó có nghĩa là so với camera thông thường thì độ chính xác của cảm biến này cao hơn đến 10 lần. Nó đã cứu cho Qatar một bàn thua trông thấy nhưng mà cũng không cứu nổi Qatar khỏi một trận thua. Qatar mà cứ đá như thế này thì chắc là chỉ có trời cứu. Wayne Rooney tiếp tục khẩu chiến Ronaldo. Trong bài phỏng vấn mới đây, Wayne Rooney đã tiếp tục cà khịa Ronaldo. Khi mà nhận được câu hỏi đó là giữa Ronaldo, Messi và Harry Kane, anh sẽ chọn cầu thủ nào đá chính, dự bị và bị loại? Ngay lập tức, Wayne Rooney đã không ngần ngại trả lời rằng: "Tôi sẽ chọn Messi đá chính, Harry Kane dự bị và Ronaldo sẽ bị loại khỏi danh sách đăng ký. Ronaldo không chơi vì đội bóng nên là cậu ấy nên bị loại." Ngoài ra, Rooney cũng nói thêm đó là dù để Kane dự bị, nhưng mà Harry Kane vẫn không thua kém bất cứ tiền đạo nào tại World Cup. Vâng, có thể thấy rằng cuộc đại khẩu chiến giữa Ronaldo và Rooney vẫn chưa dừng lại. Trong bài phỏng vấn mới đây thì Ronaldo đã công khai công kích Rooney. Anh nói rằng không hiểu vì sao Rooney lại chỉ trích anh trên truyền thông. Có lẽ vì Rooney không vui khi mà đã phải giải nghệ, còn mình thì vẫn đang thi đấu đỉnh cao. Thậm chí anh bảy còn nói rằng Rooney không phải là bạn của mình nữa. Đúng là anh em, từ những người đồng đội mang dòng máu quỷ mà giờ đây lại thành ra như thế này. Tuyển Bỉ nhận tin dữ về Lukaku. Cụ thể, theo nguồn tin từ AFP Bỉ xác nhận, Lukaku sẽ vắng mặt ít nhất là 2 trận đầu gặp Canada và Maroc. Nguyên nhân đó là anh đang phải trải qua quá trình hồi phục chấn thương bên đùi trái. Trong những buổi tập gần đây của tuyển Bỉ thì anh Cu cũng đã vắng mặt. Như vậy thì nếu như mọi chuyện suôn sẻ thì anh Cu sẽ có thể có mặt ở trận đấu cuối vòng bảng khi mà Bỉ gặp Croatia. Đây có thể sẽ là trận đấu quan trọng nhất, trận đấu quyết định ngôi đầu và nhì bảng. Với hai đối thủ đầu tiên là Canada và Maroc thì được coi là hai đối thủ dưới cơ. Việc thiếu vắng Lukaku cũng là không quá quan trọng bởi Bỉ vẫn còn đó những tài năng như là Mertens hay là Batshuayi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục được chứng kiến Batshuayi ghi bàn rồi anh lại tiếp tục đá bóng vào mặt mình thì sao? Khả năng tấu hài của anh cũng không hề kém cạnh Lukaku đâu. Tuyển Bỉ sẽ gặp Canada vào lúc 2 giờ sáng ngày 24 tháng 11 tới đây. Rồi Manu, Ronaldo tiếp tục xin việc tại Real Madrid. Tiếp tục lại là câu chuyện cầm CV đi xin việc của anh Rô. Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Ronaldo đang sẵn sàng ký hợp đồng 6 tháng với Real Madrid. Thậm chí là người đại diện của anh, tức là Silco Mendes, đã gửi lời đề nghị đến Real. Phía Ronaldo tin rằng có thể khiến cho đội bóng hoàng gia gật đầu trong bối cảnh mà Karim Benzema đang chấn thương. Họ cần một tiền đạo thay thế và may thay, Ronaldo cũng đang rảnh. Đây là một động thái được cho là hợp lý bởi rõ ràng khả năng mà CR7 vẫn còn ở lại Manu là rất thấp. Bài phỏng vấn vừa qua của anh như là một cái tát thẳng vào mặt ban lãnh đạo của Manu cũng như là huấn luyện viên Erik ten Hag. Tình cảm giữa hai bên đã dặn nứt từ đây. À mà không, nó đã dặn nứt sẵn rồi, bây giờ chỉ toàn hoác ra thêm mà thôi.
Ngày xưa thì CR7 cũng rời MU để đến Real và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử thế giới. Mà ra mắt của anh cũng là sự kiện bóng đá có đông người tham dự nhất. Chỉ là không biết bây giờ liệu Real có chấp nhận nối lại tình xưa với Ronaldo hay không mà thôi.